Viện Nhi Trung ương cho biết, các bác sĩ khoa ngoại tiết niệu của bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho bé trai NMT 13 tuổi bị chấn thương tinh hoàn sau khi va chạm với bạn trong khi chơi đá bóng. Người nhà bệnh nhi cho biết, trong lúc đang chơi đá bóng cùng bạn thì bất ngờ bé bị đá trúng vào vùng kín. Sau tai nạn, bé được gia đình đưa vào cấp cứu tại bệnh viện. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Xuân Hoàn, khoa ngoại tiết niệu bệnh viện Như Trung ương, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhi cho biết, trẻ vào viện trong tình trạng tinh hoàn trái sưng nề, bầm tím, tụ máu vùng biểu trái, hình ảnh siêu âm cho thấy tinh hoàn trái không tưới máu, có máu tụ xung quanh, không có tín hiệu mạch. Vì vậy, ngay lập tức các bác sĩ quyết định mổ cấp cứu cho trẻ. Bác sĩ Hoàn cho hay, quá trình phẫu thuật có nhiều máu đen, máu cục ở vùng biểu bên trái, mặt bên trong tinh hoàn trái bị vỡ một nửa bó mạch thần kinh. Tuy nhiên, ekip phẫu thuật nhận thấy nhu mô tinh hoàn vẫn còn tưới máu tốt nên đã quyết định lấy máu tụ, khâu cầm máu và bảo tồn tinh hoàn trái cho trẻ. Ca phẫu thuật diễn ra trong 1,5 giờ đã thành công, hiện sức khỏe trẻ đã ổn định tinh hoàn hết xương nề và đã được ra viện. Theo bác sĩ Hoàn, chơi thể thao sẽ giúp trẻ thấu hiểu, học hỏi được nhiều kỹ năng và có thái độ sống tích cực cần thiết cho sự phát triển nhân cách của trẻ. Tuy nhiên, bất kỳ môn thể thao nào cũng có thể dẫn đến chấn thương, đặc biệt là khi trẻ tham gia các môn thể thao đối kháng. Các bác sĩ khoa ngoại tiết niệu cho biết, tại đây đã tiếp nhận và điều trị cho một số trẻ bị chấn thương tinh hoàn do tai nạn, chơi thể thao hoặc ngã xe đạp, trong đó có trường hợp chấn thương nặng phải cắt bỏ tinh hoàn. Để bảo vệ trẻ khỏi chấn thương khi chơi thể thao, các bác sĩ lưu ý cha mẹ một số điều sau đây. Trước khi cho trẻ tham gia chơi bất kỳ môn thể thao nào, trẻ nên được biết các quy tắc chung của trò chơi và cách giữ an toàn cho mình cũng như người chơi. Trẻ cần được trang bị dụng cụ thể thao có kích thước phù hợp, vừa vặn, đảm bảo an toàn. Cha mẹ nên kiểm tra vị trí trẻ chơi để đảm bảo rằng các sân chơi không có nhiều lỗ và rãnh có thể khiến trẻ bị bấp ngã. Khi tham gia các môn thể thao đồng đội, trẻ phải được giám sát bởi những người đủ tiêu chuẩn chuyên môn. Đại đa số trường hợp chấn thương tinh hoàn là chấn thương kín nên khó nhận biết. Nếu chú ý quan sát, một số trường hợp bị chấn thương tinh hoàn sẽ xuất hiện các dấu hiệu như sau. Vùng biểu đau dữ dội có thể ngất xỉu, buồn nôn và nôn. Biểu bên chấn thương thường sưng to, có các đốm xuất huyết ở da biểu, sau đó các đốm này dần dần to lên. Sờ vào thấy đau nhói, càng để lâu thì da biểu càng chuyển sang màu tím sẫm. Tinh hoàn bên chấn thương thường không sở thấy vì nằm bên trong khối máu tụ. Trường hợp nào sở thấy thì thường cảm thấy rất đau. Các bác sĩ cũng khuyến cáo nếu trẻ không may gặp phải tai nạn chấn thương ở vùng kín, gia đình cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa nhi để được thăm khám, đánh giá mức độ tổn thương và điều trị kịp thời.